Chị Thảo xin chào cả nhà. Hôm nay chị Thảo giao mâm cúng sinh nhật, là mâm cúng căng cả nhà, 12 tuổi nha. Bé hôm nay tên là bé Bảo Vân, thì chị Thảo chúc bé Bảo Vân là sinh nhật 12 tuổi vui vẻ, mạnh khỏe, một đời an nhiên. Thì mâm cúng sinh nhật gồm có 12 phần chè trôi nước, chè này là chè trôi nước màu trắng và hồng, sau này là soi hồng, trái tim, nhân hoa sen ha nhà ha. Có chầu, cao, gạo, rượu, muối, giấy cúng đầy đủ nha nhà. Có văn thấn, mình là cúng ngủ cho nên lúc nào cũng có bộ đồ thế. Có cọp đầy đủ nha nhà. Có hai con gà và cháo. Đây, heo quay này là của chủ nhà tự chuẩn bị ha. Đây là heo sữa quay nha cả nhà nha. Có trái cây 5 loại là ngũ quả cả nhà. Hoa thì hai loại là hoa cát tường và hoa đồng tiền. Có 12 hoa đồng tiền để trên bàn để trang trí nha cả nhà. Đây, màu sắc lên là lung linh luôn cả nhà. Đó. Rồi. Đây có mâm sinh nhật là quá tuyệt vời luôn. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà đã xem nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, an lành. Đây là bắt rào cả nhà ha. Đây mẹ tự trang trí cho bé luôn nha.